nhận thương đau. Rồi ngày hôm ấy anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em, thì em nói em yêu tiền. Tiền là thiêng liêng chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nhé, em chọn tiền nhé. Xem ông già năm nay 70 tuổi đấy, thử hát bộ này xem có được không? Tôi rất là mê âm thanh. Cười veo con nọ cho nào. Oh, just okay.
người.